Sự kiện không thể bỏ qua với sự góp mặt của hot girl, beauty blogger nổi tiếng Quỳnh Anh Xin, người lạ ơi rapper Karik, cùng trợ thủ đắc lực bắt trọn thanh xuân rực rỡ Samsung Galaxy A6, A6 Plus chụp thiếu sáng đẹp ấn tượng, hiệu ứng bokeh nghệ thuật, thiết kế kim loại sang trọng, camera kép đỉnh cao xóa phông chuyên nghiệp, màn hình tràn viền sống động. Còn gì đặc biệt? Hot sale 66 suất giảm sốc 66%, 666 suất giảm ngay 666.000 đồng. Rút thăm may mắn mua ngay tại chỗ. Trúng lớn, một điện thoại Samsung Galaxy A6, duy nhất ở sự kiện giao hàng và mở bán Samsung Galaxy A6, A6 Plus đến từ Thế Giới Di Động. Từ 15 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.